qua cái 6 câu giảng của Đức Thầy mà Thiện Hòa cũng chưa kịp trả lời. Xin Thiện Hòa miền Tây xin trả lời cho quý vị là 4 câu đó là: đường đạo lý trở nên chán nản, học hạ hải bền lòng tầm Phật trong tâm, Phật Tây Phương thiệt quá xa xăm, phải tìm kiếm ở trong não trí. Rồi sao đến việc sơn băng kiệt thủy, khùng thảm thương bá tánh quá chừng, nhìn xem chằng nước mắt rưng rưng, cảnh áo não kể sao cho xiết. Mà ông chủ hai ông chỉ là hỏi qua 6 câu mà thôi. Vậy thì Thiện Hòa cũng đi thẳng vào trong 6 câu giảng. Vậy thì đường đạo lý trở nên chán nản, kính thưa quý vị, cái đường đạo lý là gì quý vị? Cái đường chứ nghĩa là một cái lối đi, chỉ đạo lý. Đạo lý là cái đạo lý của Đức Phật. Chữ đạo là một con đường, là cái lý, là cái lý lẽ của Đức Phật. Thì cái đạo là do Đức Phật Ngài đã nói ra, gọi là Pháp. Rồi Ngài lập một còn cái tôn giáo gọi là Đạo Phật. Ngài đã đắc đạo, Ngài đã nói lên một cái chân lý Đạo Phật. Cho nên khi mà cái nói lên cái Đạo Phật thì Ngài mới hướng dẫn, chỉ dẫn con mọi tất cả mọi chúng sanh, trong đó là tu từ thấp lên cao, cho nên gọi là đạo. Mà cái đạo đó hiểu rồi, chúng ta cần phải hiểu ra cái lý thâm sâu trong đó nữa. Cũng như hôm nay Đức Thầy đó là Ngài là một vị Phật, đó là Ngài nói ra trong cái giáo lý mà Ngài rút trong tam giáo Phật Thánh Tiên đó, Ngài rút trong đó là gọi là cái là thượng căn cũng hiểu, mà trung căn cũng hiểu, mà hạ căn cũng hiểu. Cho nên Ngài cho chúng ta biết rằng đó là ta ra sức nhất câu quyền bí, chúng văn ơi gắn kiếm gắn tầm, hay hoặc là dạy bổn đạo lấy câu trung đẳng, chẳng nói cao gì sắp rốt đời. Cho nên Ngài mới hạ xuống một cấp nữa là quyết dạy chẳng nên nói lời thường cho sanh chúng đời nay dễ biết. Như vậy thì cái lời thường nhưng mà ý lạ quý vị đó. Cho nên là hôm nay là cái đạo lý nó rất là thâm sâu, quyền diệu vô cùng. Mà hôm nay Đức Thầy cũng cho ta biết là đạo lý tầm sâu, sâu chẳng cạn, tìm ngoài không cùng tặng. Cho nên hôm nay chúng ta khi mà đã hiểu được cái chân lý giáo pháp của Đức Phật, giáo lý của Đức Thầy, chúng ta cần phải tra cứu tìm hiểu cái lý nghĩa thâm sâu trong đó, nó rất là quyền diệu vô cùng. Cho nên cái là đường đạo lý, thì hôm nay chúng ta đã hiểu biết con đường, cái chân lý của Đức Phật đó, chớ nên, chớ tức nghĩa là đảo lại, nên trở nên chán nản tức nghĩa là thối chí đó quý vị. Cho nên muốn nói rằng hôm nay chúng ta đã được có một cái duyên lành gặp được giáo lý của Đức Phật, giáo lý của Đức Thầy, chúng ta được giác ngộ tu tập, đó là một cái nhân duyên rồi đó quý vị. Tại vì gặp đạo rất là khó đó, cho nên là kim niên ẩm, cho nên hôm nay chúng ta đã gặp được một cái đạo rất là khó, là làm người là khó rồi, gặp đạo còn khó hơn. Cho nên hôm nay chúng ta gặp đạo mà chúng ta đã mà thối chí rồi, chúng ta khó mà lập lại gặp nữa đó quý vị. Cho nên đó là một vị người xưa thường nói cho chúng ta biết rằng đó là cái câu gì, gặp đạo rồi mà lại bỏ bê đó, thì cái câu đó thì hả, tai nặng hẳn còn hơn nhà trái, bị nhà trái còn mong cắt lại, mất đạo rồi khó kiếm cho ra, bị trái nhà chỉ khổ đôi ba, mất đạo khổ sanh ra vô số, bị nhà trái một thời nghèo khổ, mất đạo rồi muôn thở sầu đau. Nếu có người hỏi tại làm sao đạo cả được quý cao, đạo Phật được quý cao như vậy, trả lời rằng đạo qua khổ hải, còn đời thì chìm mãi trong mê, gặp đạo rồi mà lại bỏ bê thì kiếp khổ nặng nề hơn nữa. Cho nên hôm nay chúng ta đã gặp được cái đạo, giáo lý của Đức Thầy, giáo lý của Đức Phật, cho nên chúng ta cần phải gắng cố gắng để tu tập. Đức Phật là một vị trí tuệ, Ngài thấu rõ được những sự thật, Ngài mới vạch trần cho chúng ta biết được, trong đó là chỉ con đường nhân quả đó, là chúng ta tu đây là nhân, chúng ta được giải thoát đó là quả. Nếu chúng ta làm những điều ác thì chúng ta bị sa đọa vào con đường khổ, đó là địa ngục ngạ quỷ súc sanh đó, rất là khổ vô cùng, đó là quả đó. Cho nên khi chúng ta tu thì chúng ta được hưởng, mà chúng ta không tu thì chúng ta sẽ khổ. Mà Đức Thầy cho chúng ta biết rằng đó, không tu chừng khổ cũng ưng,
tu hành gặp cảnh mà vui mừng tổ thai. Nếu mà chúng ta không tu rồi đó, đến đó chúng ta phải chịu. Đó, những chịu gì? Những cái chịu, những cái nhân quả chúng ta đã gây tạo. Đó, mà hồi còn chúng ta tu hành thì chúng ta lúc đó hưởng được cái sự là vui trong cái công lao của chúng ta tu tập, thì đến đó chúng ta sẽ được hưởng. Đó, như vậy thì chúng ta cần phải có sự biết rõ được cái đường đạo lý như vậy. Chúng ta nên cần phải gắng cố gắng nỗ lực để nếu mà trễ một kiếp qua rồi, nếu tìm đạo lại làm người khó thai, làm người được là mai muôn thở, là do xưa đã có duyên lành, hôm nay thức tỉnh tu hành ắt là sẽ được trở thành Phật tiên. Thế vậy thì cái đường đạo lý cho nên chán nản, hãy bền lòng tầm Phật trong tâm. Tức nghĩa là chữ hãy là nên như vậy, chứ bền lòng tức nghĩa là chúng ta phải giữ lập trường là vững chắc, đó là mãi miên mặt như vậy xuyên suốt luôn. Nó tầm Phật trong tâm, chữ tầm tức nghĩa là tìm, chữ Phật, Phật trong tâm là như vậy. Cái gì hồi nào giờ chúng ta là tìm Phật ở đâu, mà tại sao hôm nay Đức Thầy phải kêu chúng ta tìm Phật đảo lại trong tâm? Đó, như vậy thì hãy bền lòng tầm Phật trong tâm. Vậy là cái tại sao mà không cái bền cái thân, mà hãy kêu mình bền lòng quý vị. Bền lòng tức nghĩa là cái tâm mình á, là cần phải kiên trì, phải gắng cố gắng chịu khó khăn. Đó, phải tầm cái ông Phật trong tâm á, chứ không đừng có tìm cái hình tướng bên ngoài, rồi chạy chỗ này chạy chỗ kia, rồi chạy chỗ nọ, rồi những cái tìm bật cái hình thức bên ngoài. Thì chúng ta chính là ông Phật ở nơi tâm chúng ta, cứ lo chạy kiếm hơi hào của nằm trong túi chỗ nào ở đâu. Nó cho nên cái trong tâm mình là có Phật, mình phải tìm đảo lại với chính tâm của mình. Nó như vậy thì mới đúng vào cái chân lý từ xưa đến nay. Đó, nếu có người ta hỏi đến chỉ vào tâm, tôi nói rằng Phật ở đây, lắng lặng nghe, lắng lặng ngó đêm ngày, sẽ có Phật từ xưa nay từng ở đó. Như vậy thì chúng ta phải ráng cố gắng cái tầm nơi ông Phật chính mình. Đó, tại vì mình không nhìn nhận nó mà thôi, cho nên mình nhìn nhận thì chính là trong tâm mình là Phật, gọi là giác là Phật, mê là chúng sanh. Như vậy thì mình hôm nào nào giờ mình mê, mình đêm nay mình chuyển lại thành giác, đó là Phật. Như vậy thì hãy bền lòng tầm Phật trong tâm, Phật Tây Phương thiệt quá xa xăm. Như vậy thì cái Phật ở Tây Phương đó, mình này nào muốn nói vào cái lý à quý vị. Thì nói về Phật ở Tây Phương đó, là Đức Phật cho chúng ta biết là đây đến cõi Tây Phương mười muôn ức Phật độ. Đó, như vậy thì hang cái ở Tây Phương cực lạc rất là xa, mà cái không phải có phép thần thông mà đi đến được. Đó, cho nên cái chúng ta đảo lại nhận nơi cái nơi tâm của mình tính là cực lạc tự tâm, cho nên gọi là di tâm tịnh độ. Cho nên trong kinh Di Ma, Đức Phật cho chúng ta biết rằng dục đắc tịnh độ, đương tịnh kỳ tâm, kỳ kỳ tâm tịnh, Đức Phật độ tịnh. Muốn được quốc độ thanh tịnh, trước phải tịnh tâm, tâm mình thanh tịnh là quốc độ tịnh. Như vậy thì cái tâm mình hôm nay đảo lại thanh tịnh, an lạc hiện tại, thì tức khắc chúng ta là cực lạc tại thế. Mà Đức Thầy cho chúng ta biết rằng đó, bây giờ thế giới bi ai, chẳng nói vắn dài, Phật nọ tức tâm. Vậy thì tức tâm là Phật, tức Phật là tâm. Đó là chỉ vào con đường tự độ, đó trở lại con đường giác ngộ với chính mình. Vậy đó, như vậy thì hãy bền lòng tầm Phật trong tâm, Phật Tây Phương thiệt quá xa xăm, phải tìm kiếm. Chứ phải là như vậy, tìm kiếm chứ tìm kiếm ở trong não trí. Như vậy thì trong cái não trí, não là gì quý vị? Đó là cái não, là trong cái bộ phận, cái cơ quan, đó là nó là chủ thể của cái cơ thể của mình, những hệ thống thần kinh. À, chữ trí là do sự học, hiểu và biết. À, như vậy thì trong cái não trí này là nó nằm trong cái thể xác. Đó, thì còn cái trí là nói về cái sự tinh thần. Như vậy thì chúng ta muốn được tìm nơi cái chỗ giác ngộ ông Phật, thì nó thị trong tâm của mình. Trong đó có tà, có chánh, có Phật, có tiên. Đó, địa ngục cũng tại tâm làm quấy, về thiên đàng tâm ấy tạo ra,
cái chữ tâm mà quỷ hay ma, tiên hay Phật cũng là tại nó. Như vậy tất cả đều là do nó. Như vậy hôm nay chúng ta muốn tu thì chúng ta phải gắng lọc lừa. Đó. Như vậy thì trong đây có Phật, có ma, có tiên, có thánh, có tất cả trong đó. Có những cái món báo trong tâm mình có sẵn hết, nhưng mà mình không có biết được khai thác nó mà thôi. Cho nên trong đó là trong chất ướt tất nhiên có nước, trong cành cây có chất bông hoa, trong xạ giả thân của kiếp người ta có thân Phật gắn mà tìm lấy. Như vậy thì trong đó nó có trong đó đó, nhưng mà tại vì mình hồi nào giờ mình không có nhìn nhận và mình không gắn cố gắng để sàng lọc. Vì hôm nay chúng ta đang tu là chúng ta đang sàng lọc, chúng ta thấy được tâm của mình, tâm nào tâm tà, tâm nào tâm chánh, tâm nào tâm trơn, tâm nào là phiền não, mình biết rõ được cái tâm nào tham, tâm nào sân, tâm nào si, thì mình biết rõ được hôm nay mình nhìn nhận nó liền, đảo lại cái tâm giác ngộ. Đó, vì thì Phật Tây Phương thiệt quá xa xăm phải tìm kiếm ở trong não trí. Sao đến việc sơn băng kiệt thủy, khùng thảm thương bá tánh quá chừng. Đến hai câu này quý vị. Đến chừng là sao đến việc sơn băng kiệt thủy, là sao là để chỉ thời gian sắp đến. Đến việc là đối mặt. Đó. Sơn băng kiệt thủy, chữ sơn là gì? Chữ sơn là núi. Chữ thủy là nước. Vậy là sao đến việc sơn băng kiệt thủy, chữ kiệt thủy là hết nước. Như vậy thì tại sao hết nước quý vị? Có người bàn đến đây đó là nói là sau này là cái này là núi nổ quý vị. Thì theo Thiện Hòa là biết đó là cái sao đến việc sơn băng kiệt thủy đó là cái này nói rằng là cái núi tiết quý vị. Đó. Chữ băng là tiết. Như vậy thì sao đến việc sơn băng kiệt thủy bây giờ đó là hiện tại đó là cái tợ bắc cực và nam cực, là cái bắc cực nam cực này đó quý vị, là sau này là một cái là hai cái núi này là một cái núi lớn, là núi tiết nó rất là dày, là cái nam cực đó là quý vị đó hén là cái núi tiết nó rất là đông, mà nó trên trên đó hén là nó dày đến đó là 70 mét đó quý vị, ấy 700 mét, 700 mét là cái biết tăng cái tiết nó băng như vậy. Nó như vậy thì cái tiết băng này là hôm mà cái nóng cái quả địa cầu mà nó đã nóng lên, nó tăng dần lên, thì cái núi tiết này nó sẽ bị tan đi, nó tan dần xuống. Mà nhà khoa học nói đó, miễn mà cả hai cái núi tiết này đó, nam cực và bắc cực đó, mà nó tan ra đó hen, là trên thế giới nó cân bằng lại đó, là nó lên khoảng 70 mét, nó lên như vậy đó quý vị. Cho nên đó là đến đó rồi đó hen quý vị ơi, là cái núi tiết mà nó tan xuống rồi thì nước biển nó dâng lên, là nước ở dưới nó dâng lên rồi đó, mà giống như cái câu mà trong tứ thánh cho chúng ta biết đó là Sài Gòn Gia Định ai ngờ nước đâu mà chảy lỡ bờ lướt cây. Cho nên nước trên đó hen thì cũng có đức thầy chúng ta cũng có tiên tri, nhưng mà cái này thì thời gian nó không có quý vị, cho nên để sau này nó khổ lắm. Nó những cái tại vì nếu mà cái muốn báo được cái đời tận thế đó là nó có ba, gọi là đại tam tai, gọi là đại quả, đại phong, đại thủy đó, tẩy trần để lập đại cuộc đời tăng. Như vậy thì sao đến việc sơn băng kiệt thủy là khùng thảm thương bá tánh quá chừng, thì khùng là chỉ cho đức thầy quý vị nhìn thấy rằng sau này đó là tất cả chúng sanh bị trả quả do nghiệp quả mà gây tạo gây nên, phải trả cái cộng cái nghiệp thời kỳ đó phải bị trả quả. Đến chừng đó bốn phương có giặc khắp hoàn cầu, thiết thiết tha tha vị sớm mau kiếm chữ ma ha, thì Phật cứu khỏi nơi khó lửa. Sau đến đó là bốn phương có giặc, rồi những cái nó nhiều những cái hoàn cảnh sắp đến đã đức thầy đã tiên tri hết trong cái những cái cuốn sấm giảng cho chúng ta. Vậy thì đến đây xin cũng tạm ngưng. Xin kính chúc cho toàn thể chư quý vị là được giàu giàu sức khỏe, trí sáng tâm thông, và cái củ quyền thất tổ thì được siêu thanh tịnh độ và trực đáo Tây Phương. Rồi hiện tại quý vị thì gắn được là cái
thân tâm thường an lạc, tạo quả sớm chuyên hành, chuyên thành và tu hành cho đến tinh tấn đến ngày viên mãn giải thoát. Đến đây xin cũng tạm ngưng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô Di Đà Phật.